Xin chào mọi người, em là Quỳnh đây. Thì trước mắt mọi người là cái bạc nuôi bo bo sinh khối của em nha. Hiện tại thì em đang rút nước ra để vô nước mới kích cho mấy con bo bo nó đẻ. Không biết là có phải do thời tiết trời lạnh hay không mà nó mập tròn béo ú, nhưng mà mật độ bo bo non thì em vẫn chưa thấy. Nên bây giờ thì em rút nước ra và thêm nước mới, thêm khoáng vào để xem một hai ngày nữa nó có đẻ hay không. Và mấy ngày hôm nay thì có nhiều anh em đã ủng hộ em mua sản phẩm về trải nghiệm và cũng lấy một ít con giống về để nhân. Thì em cũng chúc mấy anh em nuôi thành công nha. Khi mà tiếp xúc với mấy anh em thì có nhiều người hỏi em cũng đã trao đổi về cái cá men. Thì ngày hôm nay trong clip này em sẽ nói cho mọi người biết thì cá men đó thực ra là cám cá da trơn, độ đạm là dưới 30% và men bánh mì, chứ cũng không có gì đặc biệt. Cái cần giấu thì là trong gói bột khoáng để khởi tạo môi trường nuôi. Cần giấu thì em cũng đã giấu, cần nói thì em sẽ nói thôi. Đó thì mọi người có thể tìm hai cái nguyên liệu đó ở những cái chỗ mà gần mình về để mà nuôi. Rồi khi mà có nhiều giống rồi thì anh em có thể áp dụng những cái loại thức ăn khác, miễn sao mình giữ môi trường nuôi ổn định là được. Còn những anh em nào mà bận việc không thể tìm thì có thể liên hệ em sẽ tiếp code cho mọi người để có cái nguồn thức ăn mình nuôi bo bo tới ha. Đó, bo bo đã không, mập tròn béo ú, cuộn. Trời lạnh hay sao á nó cứ tản. Đó thì cái vấn đề em muốn chia sẻ thì em cũng đã chia sẻ, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Trước tiên thì khi mình nhận giống về thì mình cố gắng làm theo công thức của em để gậy cái đàn nó mạnh lên. Rồi mình có nhiều giống, rồi mình thử nhiều cái loại thức ăn khác nhau cho nó phù hợp, chứ không phải là theo một cái quy chuẩn nào. Nó nhiều lắm mà nó cứ bơi tản. Ở trên khay thì nó đẻ, mà trên đây thì nó mập tròn béo ú. Với những con mập tròn béo ú như thế này á thì cá giống là vô bài nha. Không phải lắm, nhiều dinh dưỡng, nhiều enzyme, nhiều protein, hoặc là những cái dòng cá nước mặn. Ở đây em đang nuôi bạc này để giao giống cho trại cá, khoảng 2 ngày nữa họ lấy rồi, mà mật độ như vậy không ổn lắm. Rồi thì những gì em muốn chia sẻ thì em đã chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chúc mọi người nuôi thành công nha. Dạ, hẹn gặp lại.